Quý thầy cô cùng các bạn học sinh thân mến, em tên Lâm Ngọc Yến, học sinh trường tiểu học Nguyễn Du. Em rất vui và vinh dự được góp mặt trong hội thi hôm nay. Lời tiên em xin chúc ban tổ chức, ban giám khảo, quý thầy cô và các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Hội thi và tiếng ấy sẽ bao thiên nhiên thân thiết trong lòng bao thế hệ người Việt. Giờ đây trong nhịp đập của mỗi trái tim chúng ta đều trào dâng những lời niềm xúc động thành kính tự hào biết ơn vị cha già sinh tộc. Trong không khí đặc biệt này, xin cho phép em cùng với mọi người hãy cùng lên ngọn lửa khát vọng sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại. Thưa ban giám khảo, quý thầy cô và các bạn, nghe theo lời Bác dạy, tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình. Rất nhiều thế hệ học sinh chúng ta đã thực hiện phong trào nghìn việc tốt. Mấy chục năm qua cho đến bây giờ đã có một vườn hoa việc tốt dâng lên Bác Hồ như một lời tri ân thành kính của tuổi thơ Việt Nam. Và thời sinh thời, Bác Hồ rất vui khi được sơn tặng những bông hoa tươi thắm như thế. Nhìn xúc động và lời căn dặn chí tình của Bác trong một lần người ghé thăm quê hương nghìn việc tốt cách đây hơn 50 năm sẽ là câu chuyện nhỏ và giàu ý nghĩa đối với tuổi nhỏ chúng ta ngày nay. Bây giờ em xin gửi đến hội thi nội dung câu chuyện Bác Hồ thăm vườn hoa nghìn việc tốt mà em tham khảo được ở tư liệu 117 chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Ban tuyên giáo Trung ương phát hành trang 107-108 trên mặt đất công công hình chữ S của chúng ta. Quả đầu màu cũng đẹp đúng như lời khâm ngân nga, có gì đẹp hơn tên sông, tên núi, tên người Việt Nam. Cái tên Tam Sơn Bắc Ninh không chỉ chú danh với những làn điệu dân ca quan họ mượt êm mà còn nổi tiếng là quê hương nghìn việc tốt. Và xứ sở cứ tóc tươi đẹp ấy đã rất lịch sự được đón Bác Hồ, một người Việt Nam cao đẹp nhất trên đời. Chuyện kể rằng đó là một buổi sáng đẹp như mơ, sáng mùng 1 Tết Đinh Mùi ngày 9 tháng 2 năm 1967, Bác Hồ về Tam Sơn gặp mặt các đại biểu dân tộc Hà Bắc họp ở chùa Cảm Ứng. Xem Bác vừa tiến vào sân trường, Nguyễn Thế Hải học sinh lớp 1 đang nô đùa cùng bạn bỗng kêu lên: Bác Hồ, Bác Hồ, Bác Hồ về thăm quê hương nghìn việc tốt. Cả đám thiếu nhi dừng chơi xin lại vây quanh xe Bác. Đồng chí cầm vũ từ trong xe bước ra nhắc nhở các em rồi mở cửa mời Bác xuống. Bác tươi cười nhìn các em rồi hỏi: Các cháu đang chơi Tết? Thưa Bác, vâng ạ. Thưa Bác, năm mới chúng cháu kính chúc Bác mạnh khỏe, sống lâu. Các em đua nhau đến nhiều từ lâu muốn được thương với Bác nhưng hôn hợp quá nói không được nhiều. Bác Hồ rất vui nghe các em nói xong, Bác bảo: Các cháu là người được tốt, có nhớ làm theo những điều Bác dặn không? Thưa Bác, có ạ. Nguyễn Thế Hải đương nhiên đọc liền hồi năm điều Bác Hồ dạy, nhiều lần đọc đồng thanh ở lớp: Yêu tổ quốc, yêu đồng bào, học tập tốt, lao động tốt, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, giữ gìn vệ sinh thật tốt, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Tất cả đều cười, nhưng ai cũng vui vì Hải đã trả lời đúng. Khi Bác cùng các đồng chí lãnh đạo bước lên chùa, đội thứ nhì danh dự đã dâng hoa tặng Bác. Bác nhận bó hoa từ tay đội trưởng Nguyễn Toàn Thắng rồi
treo cho đồng chí cầm vũ. Bác Hồ Thắng, cháu học có sợ không? Có được nhận phần thưởng nào của bác không? Thưa bác, có ạ. Chuyện bác Hồ Thắng vườn hoa nhìn việc tốt đã khép lại, nhưng chắc chắn trong tâm trí mỗi chúng ta đều nguyện hứa như người liên đội trưởng ở Bắc Ninh năm xưa. Thưa bác, vâng ạ. Thưa bác, vâng ạ. Thưa bác, vâng ạ. Và chúng cháu xin khắc ghi tốt năm điều bác dạy. Chúng cháu sẽ nhắc nhở, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ để không phụ lòng bất kỳ kỳ vọng của bác. Bác mong con cháu mai không lớn, mọi góc ông cha bước kịp mình. Kính thưa ban giám khảo, ban tổ chức, quý thầy cô và các bạn, trong bối cảnh dịch bệnh COVID kéo dài, diễn biến khó lường vừa qua, tất cả học sinh tỉnh Bạc Liêu đều khắc phục khó khăn, cùng trẻ đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của đại dịch COVID-19 để học trực tuyến, để đảm bảo học sinh được an toàn trong thời điểm dịch bệnh gia tăng, quyết tâm học tập đạt được kết quả tốt nhất. Bác Hồ kính yêu của chúng cháu, thầy cháu, cháu xin thay mặt cho tụi nhỏ trường tiểu học Nguyễn Dung xin những lòng mừng và những phần thơ sau. Bác ơi, người nào đi xa, nhưng mà chúng cháu vẫn còn khắc ghi năm điều bác dạy thiếu nhi. Chúng cháu làm sức để làm thật hay, yêu thương kính trọng bác Hồ trong tình chúng cháu sáng ngời nguyễn an. Kính thưa ban giám khảo, ban tổ chức, quý thầy cô và các bạn, năm điều bác Hồ dạy sẽ đồng hành cùng em, sẽ sống bước cùng em và các bạn trên con đường học tập, rèn luyện thi đua để mai sau góp phần cho mảnh đất vững lợi ngày sau đẹp hơn, góp vào công cuộc đổi mới đi lên cho một nước Việt Nam dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Câu chuyện của em kể đến đây là hết rồi. Cuối cùng em xin kính chúc ban tổ chức